tôi kể người nghe, hoàng cung xa về bạch phạn vương vũ trương. Có những người con như đề bà đạt đa, con thứ ngài A Nan. Thôi đặt tên con Khánh Hy, tên khác A Nan, thân sinh như chân rằng, thông minh vô cùng, mọi người trông thấy ngớp phi thường làm sao. Khi nhỏ ngài tu thường xuyên hậu Phật, thật niềm vui khôn xiết. Suốt những thời gian theo đức Phật độ sinh, ghi nhớ mọi bài kinh. Vì thế được xưng Đa Văn Nhâm, tôn giá A Nan trong nhân gian khen ngài. Quá ư siêu phàm, vậy nên bao chánh pháp lưu truyền ngày nay. Nhưng Ma Đăng già thường theo nhiều pháp, do thân ngài tương hào nên đem của chú lắng nghiêm Phật thuyết, mang giải nạn cho ngài. Đây làm cái nguyên nhân Phật thuyết lắng nghiêm lưu truyền đến ngày nay, cho chư tỳ kheo mỗi ngày luôn trì kinh, chư đi tọa tâm Phật tuyên hành, cũng do vì ngài Phật truyền kinh di giáo. Giúp tỳ kheo ni xin đức Phật từ bi, nữ giới vào đường tu. Vì thế ngài Ma Ha Ca Diếp chánh A Nan, sao xin đi tu hành, nhân duyên do ngài tỳ kheo ni chung xuất gia cửa từ bi. Bạch phạn vương vũ trương, có những người con như đề bà đạt đa, con thứ ngài A Nan. Thôi đặt tên con Khánh Hy, tên khác A Nan, thân sinh như trăng rằm, thông minh vô cùng, mọi người trông thấy ngỡ phi thường làm sao. Mọi người trông thấy ngỡ phi thường làm sao.
kể người nghe. Hoàng cũng xa về, bạch phản vương vũ chưa. Có những người con như đề bà đàn đa, con thứ ngài A Nan. Ôi, đặt tên con Khánh Hy, tên khác A Nan, thân xinh như trăm rằm, thông minh vô cùng. Mọi người trông thấy ngất phi thường làm sao. Khi nhỏ ngài tu thường xuyên hậu Phật, thật niềm vui khôn xiết. Suốt những thời gian theo đấng Phật độ sinh, ghi nhớ mọi bài kinh. Vì thế được xưng Đa Văn Nhâm, tôn giá A Nan trong nhân gian khen ngài. Quá ư siêu phàm, vậy nên bao chánh pháp lưu truyền ngày nay. Nhưng mà đăng gia thường theo nhiều pháp, do thân ngài tương hào nên đem của chú lắng nghiêm Phật thuyết, mang giải nạn cho ngài. Đây làm cái nguyên nhân Phật thuyết lắng nghiêm lưu truyền đến ngày nay, cho chư tỳ kheo mỗi ngày luôn trì kinh, chư đi tá tâm Phật tuyên hành, cũng do vì ngài. Phật truyền kinh Di Giáo, giúp tỳ kheo ni xin đức Phật từ bi, nữ giới vào đường tu. Vì thế ngài Ma Ha Ca Diếp chân A Nan, sao xin đi tu hành. Nhân duyên do ngài, tỳ kheo ni chung xuất gia cửa từ bi. Bạch phản vương vũ chưa. Có những người con như đề bà đàn đa, con thứ ngài A Nan. Ôi, đặt tên con Khánh Hy, tên khác A Nan, thân xinh như trăm rằm, thông minh vô cùng. Mọi người trông thấy ngỡ phi thường làm sao. Mọi người trông thấy ngỡ phi thường làm sao.